Rồi hôm nay thầy hướng dẫn các bạn đổi tên khi tham gia Google Meet. Hiện nay là thầy đang tham gia Google Meet với lại một cái tên chưa đổi, bạn thấy là Nam Việt. Vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn vào Gmail để các bạn đổi cái tên này. Như vậy thì các bạn đã đăng ký Gmail xong rồi. Và nó sẽ trong cái form nè, các bạn sẽ có ở cái biểu tượng này là mình đã đăng nhập cái Gmail của mình vào form hay chưa. Nếu như mà các bạn chưa đăng nhập thì các bạn chọn Add Other Account. Và các bạn gõ email của bạn vào đây để các bạn đăng nhập vào cái form nhé. Còn cái của thầy là đã đổi rồi, thành ra là các bạn sẽ vào đây. Khi mà đã đăng nhập rồi thì các bạn vào đây. Mình sẽ bắt đầu đổi tên nhé. Là tài khoản lúc nãy thầy đăng nhập là Nam Việt, các bạn click vô Nam Việt, rồi ở đây các bạn click vô cái biểu tượng này và chọn là quản lý tài khoản, các bạn chọn là thông tin cá nhân, phía dưới này nó có tên, mình click vô đây để đổi tên. Rồi chỗ này đổi tên thì theo cấu trúc của mình là số thứ tự. Ví dụ các bạn 01, 02, 03, 04 gì đó. Lưu. Rồi, các bạn thấy tài khoản của mình đã đổi đúng yêu cầu của nhà trường. Số thứ tự, tên, ha, rồi 7 năm. Như vậy thì các bạn đã hoàn thành xong cái việc đổi tên của mình. Đó, các bạn hoàn thành xong cái việc đổi tên của mình. Rồi, tạm biệt các bạn.